Vì sao sự nổi loạn của Tô Lâm trước Tổng Trọng là cái chết đã được báo trước? Vào ngày 22 tháng 5, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Đây rõ ràng là sự kiện được đánh giá là một khúc ngoặt rất quan trọng. Theo giới quan sát, sự kiện này sẽ chấm dứt cuộc nổi loạn của Tô Lâm trong nhiều tháng vừa qua và đã đến lúc ông cần thời gian để chuẩn bị cho một thời kỳ hậu Tô Lâm. Cách đây không lâu, mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết sức sâu sắc tới mức gần như mất kiểm soát. Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm tả Sùng Hữu Đột như trốn không người, bắt rất nhiều các quan chức từ cấp thấp đến cấp cao và rất cao. Nhà báo David Hood đã đưa ra nhận xét như sau: những nỗ lực tưởng chừng đáng khen nhằm diệt tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã trở thành những trò ăn thịt lẫn nhau, thật cay đắng. Ông David Hood so sánh chuyện ông Thưởng, ông Huệ, nhân vật hiếm hoi, được đánh giá là có năng lực nhất trong số đó, có các ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng Bí Thư. Và ông nói tiếp, mọi thứ trong nội bộ của Đảng nay là một tiến trình rõ ràng, còn thú nào quyền lực nhất sẽ ăn thịt đồng loại để chiếm chỗ. Tuy nhiên, sự góp mặt của ông Tô Lâm vào tứ trụ đã khiến cho giới quan sát chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế không thể giải thích nổi. Bộ trưởng Tô Lâm đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến vương quyền hiện nay? Theo giới phân tích, cuộc đảo chính cung đình này, cái gọi là sự khởi đầu của chiến dịch ván bài lật ngửa của ông Tô Lâm và ban lãnh đạo Bộ Công an, là sự thất bại hay là một cái chết đã được báo trước? Với lý do ông Tô Lâm đã không đánh giá được thực chất sức mạnh của bản thân và phe cánh của ông. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Tham mưu của ông đã đánh giá sai tình hình. Họ đơn giản cho rằng Bộ Công an với một kho tàng thư Big Data chứa các bộ hồ sơ đen của các quan chức khắp nơi từ trung ương đến địa phương thì luôn có thể sử dụng nó để mà lấn át. Nhưng Tô Lâm đã nhầm, bởi vì sức mạnh thật sự của ông đến từ quyền lực của Bộ Công an. Ngược lại, điểm yếu chết người của ông chính là vấn đề phe phái. Bộ Công an và ông Tô Lâm hầu như không có liên minh. Hơn nữa, nội bộ Bộ Công an còn chia năm xẻ bảy, thiếu tính đoàn kết và thống nhất. Theo giới phân tích, không phải đến bây giờ sau khi đã thất bại trước Tổng Trọng thì ông Tô Lâm mới biết những điều vừa kể trên. Mà ông đã phát hiện ra kể từ khi có những dấu hiệu biểu hiện của sự thất thế để thối lui và chơi bài hai mặt. Còn nhớ tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 4, ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, nói rằng khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo Tổng Bí Thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí Thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tướng Sô còn cho biết thêm, Tổng Bí Thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy ông Tô Ân Sô đang cố gắng chứng minh với công luận rằng những xáo trộn lớn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo thực hiện trong vai trò chống tham nhũng là theo chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư, không có vùng cấm, không có ai ngoại lệ. Chú Tô Lâm hoàn toàn không có chuyện tranh quyền đoạt vị của Tổng Trọng, cũng như thế lực thù địch kích động và cố tình gây chia rẽ nội bộ đảng. Giới quan sát đã đưa ra nhận định, ông Tô Lâm và phe cánh của ông đang sử dụng đá bài hai mặt trong canh bạc vương quyền nhằm che mắt thiên hạ. Nhưng nhiều khả năng đó là những biểu hiện thất thế của ông ta và Bộ Tham mưu. Cũng xin nhắc lại, sự nổi giận của Tô Lâm được cho là xuất phát từ sự tham quyền cố vị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã không giấu giếm tham vọng muốn ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ tư. Đến hôm nay, cuộc chơi đã tạm dừng, nhưng khả năng cao ông Tô Lâm và ban lãnh đạo của Công an sẽ bị xóa bài và làm lại từ đầu. Phe cánh của Bộ Công an hay phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuy thất thế nhưng chưa thất bại hoàn toàn. Ngoài ra, các phe cánh và nhiều lãnh đạo trong đảng cũng đang ở trong một tâm trạng ấm ức trùng. Vì thế, tình trạng mất đoàn kết và đấu đá tranh giành quyền lực sẽ không có hồi kết và có thể dẫn tới tình trạng bất ổn trầm trọng tới mức Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao sự nổi loạn của Tô Lâm trước Tổng Trọng là cái chết đã được báo trước. Tô Chủ tịch có đi theo vết xe đổ của các chủ tịch nước tiền nhiệm hay không? Nguyên tắc đảng cử quốc hội bầu đối với thể chế chính trị toàn trị như Việt Nam thì mọi nghị quyết của Trung ương Đảng hay ý chí của Bộ Chính trị sẽ được Quốc hội chuẩn thuận thông qua là điều gần như bắt buộc. Theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch nước.
nhưng Quốc hội vẫn hết sức lúng túng khi bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch nước sau khi ông Võ Văn Thưởng mất chức do tham nhũng. Theo lịch trình, chức danh Chủ tịch nước sẽ được chính thức công bố vào sáng ngày 22 tháng 5 sau một cuộc bỏ phiếu kín ở Quốc hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định trong điều lệ của Đảng bắt buộc Tô Lâm phải thực hiện nghị quyết vừa kể trên. Tuy nhiên, có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm đang lần nữa câu giờ để tìm cách thoái thác. Tô Lâm đã đưa ra nhiều điều kiện, nhiều đòi hỏi khác nhau trước khi phải rời bỏ chức vụ đầy quyền lực để chuyển sang chiếc ghế Chủ tịch nước có tiếng mà không có thực quyền. Đây là những đòi hỏi được đánh giá là chính đáng, vì trên thực tế kể từ sau đại hội lần thứ 12 đến nay đã cho thấy ghế Chủ tịch nước là một chiếc ghế có rớp, bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế này đều có thể gặp họa. Đầu tiên là ông Trần Đại Quang, ông làm Chủ tịch nước chỉ được 2 năm rưỡi, rồi đột tử do mắc chứng bệnh lạ. Sau đó Tổng Trọng đã thay thế vị trí của ông Quang. Tuy nhiên ông Trọng chỉ tại nhiệm vị chức Chủ tịch nước hơn 6 tháng thì lăn ra trong biến cố Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Sau đại hội lần thứ 13, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành Chủ tịch nước, nhưng ông Phúc cũng chỉ ngồi chiếc ghế này vẻn vẹn có 1 năm 288 ngày thì bị buộc phải từ chức. Thay thế ông Phúc là Võ Văn Thưởng. Chớ trêu thay, ông Thưởng cũng chỉ tại vị trong có 1 năm 18 ngày. Công luận đặt câu hỏi về tương lai chính trị của Bộ trưởng Tô Lâm khi bị ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Đó là Tô Chủ tịch liệu có tránh được vết xe đổ của các chủ tịch tiền nhiệm hay không? Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đã có những xáo trộn rất lớn ở thượng tầng trước hội nghị Trung ương lần thứ 9. Trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đa số các ủy viên đã thông qua nghị quyết buộc ông Tô Lâm phải trở thành ứng viên cho ghế Chủ tịch nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực chống tham nhũng để hạ tới 5 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian rất ngắn. Điều đó đã gây ra sự xáo trộn rất lớn cùng với sự bất ổn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để loại bỏ các nhân vật cấp cao, những đối thủ tiềm ẩn trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14, Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra sâu rộng các doanh nghiệp sân sau. Đó là lý do vì sao các đối thủ chính trị cứng cựa là những viên hàng đầu và thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai liên tiếp bị đốn ngã và bị buộc phải rời khỏi cuộc đua. Một tình trạng chung của các quan chức trong Đảng đó là bất kỳ ai cũng đều nhúng chàm và vấn đề đã lộ hay chưa bị lộ mà thôi. Kể cả ông Tô Lâm, ông cũng chẳng hề sạch sẽ gì, thậm chí còn vướng cả những cáo buộc tham nhũng khủng khiếp nhất. Vết chàm Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG làm thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Ông Tô Lâm có đóng vai trò hết sức quan trọng trong vụ án này. Đó là công ty AVG của ông Phạm Nhật Vũ có giá trị 95% cổ phần chỉ khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng được thổi lên thành 8.900 tỷ đồng. Vậy mà Bộ Công an lại phất nhân danh an ninh quốc gia xếp thương vụ này vào dạng mật. Thậm chí Bộ Công an còn khẳng định giá mua 8.900 tỷ là thấp hơn so với định giá của các đơn vị thẩm định giá. Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ và cáo trạng của Viện Kiểm sát đánh giá, các văn bản mật và tối mật của Bộ Công an không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Chớ trêu thay, cả ba công văn này đều do Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký. Đó là chưa kể tới các đồn đoán về việc cơ quan an ninh quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng đang đặt lại hồ sơ đối với tập đoàn Xuân Cầu Holding, một công ty sân sau của gia đình Bộ trưởng Tô Lâm. Theo giới phân tích, nếu Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra vụ án này thì đây là một sự kiện chấn động và có khả năng sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Chủ tịch có đi theo vết xe đổ của các chủ tịch nước tiền nhiệm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.